Xin chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì em lên anh bác một số mã hàng với em, hàng vừa về xong nhá. Em sẽ quay trực tiếp và báo giá cho bác luôn. Bác nào có nhu cầu về hàng hóa thì vui lòng liên hệ trực tiếp em theo cái hai số điện thoại em đang để trực tiếp với mình nhá. Đấy, các bác cứ gọi điện để em tư vấn và chốt đơn hàng. Thì khi mà các bác mua hàng thì hóa đơn trên 200k nhá. Nhớ giúp em là trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đó thì em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi trước khi đi vào những cái sản phẩm mới thì em sẽ lên thanh lý một số cái mã hàng bên em hiện tại đang còn tồn kho bit này. Đấy thì đầu tiên mã hàng thanh lý đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dòng thảm lau chân nhá. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái thảm lau chân. Đó, đợt này thì về cái lô này giá nó tốt hơn không ạ? Đấy mà thảm rất là đẹp luôn, nhiều màu sắc và hình thù khác nhau rất là đẹp các bác để giải trước cửa ra vào nhà mình. Đấy, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp rồi là nhà vệ sinh, tất cả những chỗ nào cửa ra vào các bác mua về. Cái này thì dòng thảm cao cấp nhá, thấm hút nước cực kỳ tốt. Đấy, thấm hút nước, siêu thấm hút nước luôn. Và sản phẩm này thì cũng nhiều bác hỏi bên em là có giặt được không thì báo cáo với các bác luôn là sản phẩm này giặt thoải mái nhá. Các bác cứ giặt thoải mái, giặt vô tư. Đấy, rồi là các bác giặt xà phòng rồi là các bác dùng bàn chải các bác chà thoải mái, không lo nó bị xù đâu. Đấy. Vì hàng bên em nó hàng loại 1, dòng thảm cao cấp này các bác nhìn này. Nó rất là dày, bình thường là thị trường nó bán rất là mỏng nhá. Đấy và hàng này sẽ là hàng đúc. Đấy, hàng cao su đúc luôn nhá, chứ không phải là dạng may khâu gì đây. Bình thường là các bác mua ngoài trường ấy là nó hay có những cái thảm nó may ấy, những cái thảm đấy rất là nhanh hỏng, nhưng con này nó là hàng cao su đúc luôn nên nó rất là bền. Đây, bên dưới thì là một lớp cao su đúc nguyên một miếng này luôn. Đấy, rất dày, có phần chống trơn trượt các bác để trên phần mặt kính này rồi là mặt đá hoa các thứ không lo nó bị trơn trượt nhá. Phần trên này thì là một lớp nỉ. Đấy, một lớp nỉ nó cũng đúc liền với lại dính liền với lại cái lớp cao su này. Đấy nên là khi mà các bác sử dụng nó rất là chắc chắn, không bị xô dịch và nó cực kỳ thấm hút nước các bác nhá. Đấy, nó là dòng nỉ cao cấp nên là rất là thấm hút nước. Hàng thì báo cáo bác luôn là hàng loại 1 nhá, chứ không phải là hàng loại 2, loại 3 nhiều cả. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra, các bác mua thử những cái tấm thảm rẻ về là các bác biết ngay về chất lượng luôn. Cầm nó nhẹ bèo nhưng mà thảm bên em cầm nó rất là chắc chắn, cầm nó nặng trịch luôn các bác nhá. Đấy, hàng loại 1 chất lượng. Giá thì gửi bác đặt này về cái lô này giá nó tốt lắm. Bữa trước thì đang bán cho bác một cái thảm này với giá sẽ là 60.000. Hôm nay em lên mã xả kho luôn. Lên mã em sẽ là cái thảm lau chân. Đấy, thảm lau chân nhá. Thảm lau chân, bữa trước đang bán là 60.000. Hôm nay em bán nhanh xả kho bác luôn. Chỉ còn có 40k thôi, 40k cho một cái tấm thảm lau chân này. Thì các bác cứ lên mã em sẽ là thảm lau chân. Kích thước của nó thì cũng khá là to, 40 nhân với lại 60 nhá. Đấy, chiều rộng 40, chiều dài 60. Đó, 40 x 60. Đang giảm giá chỉ còn có 40.000 một tấm thôi. Đấy, 40k cho một tấm thảm lau chân nha, rất là xịn, chất lượng. Đấy các bác về để trước cửa ra vào mình rất là đẹp. Đấy, nhìn nó sạch sẽ, khách khứa đi ra đi vào hoặc là mình đi ra lại vào mình có cái chỗ lau chân lau trước cho nó sạch sẽ. Đi vào trong nhà cho nó sạch sẽ nó đỡ bị bẩn quá nhá. Đó, thảm lau chân nhá. Kích thước 40 x 60, giá của nó đang xả kho bán nhanh luôn chỉ còn có 40k một tấm thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn. Cái mã hàng đó là cái lọ keo vá tường nhá. Cứ lên mã em sẽ cái lọ keo vá tường này. Đây, một cái lọ keo vá tường. Bác nào mà tường các bác đang bị ẩm mốc này, rồi là đang bị nứt này, các thứ rồi. Đấy, nứt tách ra những cái lỗ hoặc là các bác chít lại những cái lỗ đinh, những cái lỗ thủng. Đấy, các bác muốn cái tường nhà mình nó đẹp hơn thì các bác mua cho em cái lọ này về. Đấy thì rất là dễ xài thôi. Mở cái nắp này ra này, sau đó các bác bóc cho em cái lớp siêu này ra. Đấy, và các bác cắm cái ống này vào, xoáy ống này vào và lúc nào dùng thì các bác cắm vào, các bác bơm vào đấy. Sau đó các bác dùng cái miếng cái miếng gạt này này. Đấy, các bác dùng thì các bác gạt đi gạt lại cho nó phẳng nhá, đẹp đi. Đấy, cái này con này của nó là màu trắng nhá, màu trắng. Đấy, màu trắng. Đấy thì rất là phù hợp, hầu như là tường nhà mình ai màu trắng hết rồi. Đấy thì rất là phù hợp để các bác về các bác sử dụng nhá. Chuyên để các bác vá tường những cái chỗ nào nó bị nứt này, rồi là lỗ đinh này, rồi là những cái chỗ nào nó bị rộp tường. Đấy thì các bác cứ dùng cái lọ này các bác phệt vào. Cái này thì nó rất là siêu dính và nó rất là nhanh khô. Đấy, cái đặc điểm của nó là siêu dính, nó rất là nhanh khô và dùng rất là hay. Một cái tip này là 250g nhá, khá là nhiều đấy, 250g cực kỳ nhiều, cầm chắc nịch luôn. Đó. Thì em báo giá luôn. Bữa trước cái sản phẩm mình đang bán là 50.000, hôm nay em xả kho luôn. Lên mã em sẽ là cái lọ keo vá tường nhá, lọ keo vá tường. Keo vá tường này thì bữa trước đang bán là 50.000, hôm nay em xả kho luôn thì bác là chỉ có 30.000. 30k cho một cái tip keo vá tường thôi. 30.000 tip, một tip này là 250g. Thì có đi kèm thêm cho bác là cái đầu cũng như là cái đây, cái đầu với cũng như là cái gạt này nữa, là một cái bộ này là 250.000, à quên, xin lỗi bác, là 30.000 cho một cái tip 250g thôi nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về cái sản phẩm review này. Đấy, sản phẩm dùng rất hay các bác nhá. Đây, chắc nhà bạn nào cũng đã từng bị rộp tường, nứt tường và ẩm mốc tường như thế này đúng không nhỉ? Bây giờ nó có cái lọ keo chát tường, vá tường rất là tiện dụng các bạn nhé. Cứ chỗ nào hở là mình xịt mấy ít ra xong mình chát như là chát vữa ấy. Các bạn tham khảo nhá.
Đấy, thì cuối Chắc về nhà sản bạn phẩm đấy nào cũng nhá. đã từng bị rộp tường, nứt tường và ẩm mốc tường như thế này đúng không nhỉ? Bây giờ nó có cái lọ keo chát tường, vá tường rất là tiện dụng các bạn nhé. Cứ chỗ nào hở là mình xịt mấy ít ra xong mình chát như là chát vữa ấy. Các bạn tham khảo nhé. Đấy, rất là hay. Đấy, thì các bác dùng để vá tường, tường nứt các thứ ra. Tường nứt, tường ẩm, tường lỗ đinh các thứ. Các bác về các bác chít chát vào là sạch sẽ, đẹp đẽ, ngon lành luôn. 30.000 một lọ này các bác nhá. Một lọ này là 250g. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái mã kìm cộng lực này, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này. Thì hôm nay tiếp tục hàng về hàng của Hiboshi này. Đấy, hàng của Nhật, Japan nhá, rất xịn sò luôn. Bác nào mà hay phải đi căng lưới B40 này, rồi là các bác cắt những cái dạng thép to rồi. Đấy thì bác sử dụng con này chưa? Cắt rất ok luôn. Nó là dòng kìm cộng lực nhá. Kìm cộng lực chuyên để các bác cắt dạng thép trước các thứ rất ok luôn. Đây. Con này thì cái kích cỡ của nó là kìm 8 inch nhá, kìm 8 inch, chiều dài của nó rơi khoảng tầm hơn 20 cm một chút, 21-22 cm. Đấy, có phần khóa hãm này, rất là ok, hàng bãi, cực kỳ xịn, sắc bén lắm. Và dòng thép của nó sẽ là thép CRV, thép CRV thì yên tâm, siêu cứng đâu. Đấy, siêu cứng nên là nó chiến tất cả các loại thép luôn. Đấy, tất cả các loại thép luôn. Đấy, những cái dạng thép thép B40 thứ là con này được cắt cực kỳ ngọt luôn, cắt ngọt lắm. Đây, nó có cả cái phần hãm lại này. Chắc chắn tay cầm có ốp nhá, các bác cầm nó không bị đau tay. Đấy, nhỏ gọn tiện lợi, nó như một chiếc kìm bình thường thôi. Về các bác dùng để các bác cắt dây thép lên đổ. Bình thường là các bác hay nhìn là những cái thiết kế này thì nó hay ở những cái con kìm to. Đấy, con kìm to mà người ta hay cắt những cái dạng sắt ở mái ấy, đổ mái sắt phi 8, phi 10, phi 12 rồi ấy. Là hay cắt thì đây nó là một cái dạng kìm thu nhỏ để các bác cắt những cái dạng dây thép đàn, dây thép gai thì dây thép B40 chứ. Đấy, các bác dùng con này cho em, cắt rất ngọt luôn. Đây nhá, ở đây em đang có một cái con đầu ốc inox nhá, rất cứng nhá, con này cũng khá là to đấy. Đấy, con này khá là to này. Đây em sẽ cho vào kìm em test thử cho các bác coi nhá. Đây em cắt này, bấm này. Đấy, đứt luôn này. Đấy, đứt. Đây đợi chút em lấy. Đây nhá, đấy, cắt cái là đi luôn ốc này. Đấy đây. Bắn thì tìm mãi thế đây. Đó thì cái sức mạnh nó các bác ấy, không cần phải nói về sản phẩm này, cắt cực kỳ ok luôn. Đấy, cắt thép đàn, thép gai, các thứ thép đồ B40 là ok nhá. Đấy, hàng Nhật, Japan. Lên mã em sẽ là cái cây kìm cộng lực. Cây này hiện tại bên em đang gửi bác giá rất là tốt luôn, chỉ có 100.000 một cây thôi. Đấy, lên mã em sẽ là kìm cộng lực này. Kìm cộng lực nhá. Đấy, kìm cộng lực mini. Kìm cộng lực mini. Đấy, mini. Giá của nó sẽ là 100k thôi, 100.000 cho một cây kìm cộng lực mini này. Đấy, 100.000 một cây kìm cộng lực mini nhá. Rất ok. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó cái cân tiểu ly này. Lên mã em sẽ gây sản phẩm là cái cân tiểu ly nhá. Cái cân này thì khá là ok rồi, bán rất nhiều, các bác mua về cân đồ, cân cân định lượng. Đấy, cân gam, cân kiếp rất hợp lý, sử dụng cân nhà bếp này. Đó, cân nhà bếp. Cân cân gam nhá, cân gam. Con này cân tối đa được thì sẽ được là 5 kg các bạn. Cân tối đa được là 5 cân. Đây, cân tối đa cân mắc được là 5 cân nhá, cân mắc là 5 cân. Đấy, nút on off bật tắt, nút ulti này. Đấy thì về thì các bác mở cái lắp sau ra, lắp pin vào. Về thì các bác mua pin nhá. Hàng này nó không kèm pin đâu. Đấy, nó chỉ có nguyên cân thôi. Về thì mua pin các bác lắp vào, nó sử dụng cái pin nhỏ, pin A, pin 3 chữ A, lắp pin vào là các bác xài thôi, rất là ok, dễ dùng, dễ sử dụng, mà giá thành thì hợp lý. Đấy, lắp pin một cái lên luôn này. Đó, cái này thì nó sẽ có đơn vị đo là kilogram này, rồi là LB này, rồi là nhiều cái mã lắm, OZ này, gam, nhưng mà chủ yếu thì các bác hay cân này, cân gam thôi. Đây này, đấy là cân gam. Cái này thì khi mà các bác cân thì các bác phải để những chỗ nào thật là bằng phẳng thì cân nó mới nhảy chuẩn nhá các bác nhá. Còn các bác cứ để mà bị lệch là cân nó sẽ không chuẩn đâu. Đấy, phải để những chỗ nào thật bằng phẳng nhá. Phải bằng phẳng. Đấy thì cân nó mới chuẩn. Đây em sẽ cân test bác coi. Đấy, cân test bác coi nhá. Đây đợi chút để em zoom. Zoom cân bác coi. Nó thì khi sử dụng thì các bác về mo này, cho nó về không này. Đấy, cho về không. Ở đây, đây em cân cái chảo lên này. Đó. 330g này. Đấy 330g thấy không? Đấy 330g nhá. Đây. Em cân cái kìm lên này. Đấy, cân cái kìm lên nhá. Các bác nhìn cái phần đồng hồ ấy, em đang quay sát cái phần đồng hồ. Đấy. 305g này. Đấy 305g. Đó rồi cân luôn cân này. Cân luôn cân này. Đó, 218g nhá. Đấy, thì về các bác dùng để cân định lượng, mình cân cân mắm muối mì chính ấy, cân định lượng, rồi là cân bột mì, cân bao nhiêu gram công thức nấu ăn ấy, các thứ đó các bác cân cũng rất ok. Đấy, sử dụng nói chung là hay các một cái sản phẩm rất hữu ích. Giá thì bình dân thôi. Lên mã sẽ là mấy cái cân tiểu ly nhá, cân tiểu ly. Đó thì bên em đang gửi bác giá rất là hà rẻ, chỉ có
50k thôi, 50.000 thôi. Đấy, 50k cho một chiếc cân tiểu ly nhá. Cân tối đa được là 5kg. Đấy, cân tối đa được là 5kg nhá. Cân tiểu ly 50.000 một chiếc nhá. 50k, 50.000 cho một chiếc cân tiểu ly nha. Đấy thì về là các bác nhớ cho em là để những chỗ nào thật là bằng phẳng nhá thì cân là nó mới chuẩn được. Đấy, còn các bác mà để những chỗ nào mà nó không bằng phẳng là cân hay bị lệch lắm. Đấy thì về lắp pin vào cái phần nắp dưới này là các bác xài thôi. Đó, 50.000 một chiếc nhá các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con nồi lẩu mini này. Đấy, hôm nay thì em cũng lên mã giảm giá thanh lý xả kho cái mã này luôn. Đó, lên mã thì em sẽ làm một cái con nồi lẩu mini. Đấy, trước khi đi vào quay trực tiếp em báo giá luôn nhá. Nồi lẩu mini này. Nồi lẩu mini các bác có thể ăn lẩu này rồi là xào nấu ở đây được luôn, rất tiện dụng. Đấy, cực kỳ là hay. Giá đi bữa trước đang bán 160.000, hôm nay em lên mã xả kho luôn. Giá sẽ chỉ còn có 120k thôi, 120.000 cho một cái con nồi lẩu mini này, chỉ có 120.000 thôi. Giá rất là bình dân, hạt rẻ mà các bác có thể nấu đa năng. Nhà còn tầm 3-4 người nấu con này rất ok. Đấy, ăn lẩu các thứ này rồi là nấu canh, chiên rán xào nấu ở đây ngon này luôn. Con này công suất của nó sẽ là 600W nhá và sử dụng điện 220. Đường kính nồi là 18cm, nó rơi vào khoảng tầm 1.8 lít nhá. Đấy, nồi khá là to đấy nhá. Thì đây, một con nồi lẩu đây. Đấy, con nồi lẩu này cực kỳ chắc chắn luôn, có phần quai cầm nhá, có phần quai cầm. Cái đặc điểm của cái nồi này, ưu điểm của cái nồi này là sôi rất là nhanh, sôi cực kỳ nhanh luôn. Cái này em đã bữa trước em đã test rồi, em đã xài nhà em ăn lẩu nhà em rồi, sôi nhanh dã man, sôi nhanh lắm. Đấy, bên trong này có một cái lớp chống dính này, thì các bác có thể ăn lẩu này, xào này, rồi là các bác nấu nướng vào đây cho em thoải mái luôn. Đấy, bất cứ các món tác vụ cơ bản mà các bác sử dụng gia đình thì con này nó sử dụng quá ok, rán trứng vào đây ngon lành luôn vì nó có lớp chống dính này, rồi là xào này, nấu canh này, rồi là ăn lẩu này, đa năng luôn nhá. Đấy, có phần quai cầm. Cái này là cái điều chỉnh cấp độ nóng nhá, cấp độ 1, cấp độ 2 và tắt hẳn đi. Đấy thì nó sẽ có cái vòng xoay, núm xoay ở đây. Và đi kèm thì sẽ có là một cái xưởng hấp nhá các bác nhá. Xưởng hấp thì ví dụ như là các bác có những cái món là bánh bao này rồi là tôm chiên này rồi tôm hấp các thứ này thì các bác cho đây các bác hấp này. Đấy, và nắp vung đi kèm. Đó, nắp vung đi kèm nhá. Nắp vung là bằng kính trong suốt luôn nhá. Đấy thì các bác ăn lẩu thì các bác bỏ khay này, các bác đậy nắp này vào. Còn không thì các bác hấp thì các bác cho nước vào đây. Đấy, để cái xưởng này lên. Và các bác đậy vung này vào để các bác hấp nhá. Sử dụng nguồn 220 nên là các bác dùng rất ok rồi. Đây là cái phần dây cắm nguồn của nó này. Đấy, dây cắm nguồn. Đó thì bên hông của nó nhá. Bên hông là cái nút cái cổng nguồn các bác cắm vô đây. Đấy, các bác cắm vào điện là các bác bật công tắc lên là các bác xài thôi. Rất là dễ dùng, dễ sử dụng mà cực kỳ là đa năng. Đấy, đa năng lắm ạ. Nói chung là một con nồi lẩu mà đa năng, nấu cực kỳ nhiều món này, từ hấp này, xào này, luộc này, nấu canh này, ăn lẩu này, rồi là chiên trứng này, chiên rán, xào nấu, cực kỳ đa năng luôn. Nồi lẩu của Saban nhá. Giá thì đợt này đang được giảm giá xả kho chỉ có 120.000 thôi, 120k. Đây các bác cùng xem video test thực tế về cái sản phẩm này nhá. Các bác cùng xem này đây. Mọi người lại là em đây. Hôm nay nhà em về nồi lẩu mini nha mọi người ơi. Đó, em sẽ test luôn cái nồi lẩu này cho mọi người xem nhé. Đầu tiên thì em đi hấp quả trứng này. Đó. Sau đấy thì rán trứng này thôi. Rán trứng cực kỳ ngon này. Quả trứng vào rán, mọi người thấy chưa? Lớp chống dính rất là xịn sò nhá. Rán trứng quá ok luôn nhá. Nhiệt độ nóng rất là nhanh. Đó, đấy, rán trứng xong rồi nhá. Món xào này, đầu tiên thì em sẽ băm tỏi ra này, phi thợ thơm lên này. Xào rau luôn này. Bỏ rau vào. Sau khi bỏ rau vào thì em sẽ điều chỉnh nước vặn cho nhiệt độ nó to lên một chút và đổ nước vào. Đó mọi người thấy chưa? Chưa đầy 1 phút thì là nước đã sôi rồi. Rất là nhanh phải không mọi người? Đấy, xào rán trứng này, rồi là xào rau nấu canh này, ăn lẩu này. Và các bạn sinh viên hay là mọi người đi làm ở trọ ấy, ở một mình á thì nên sắm ngay cái em nồi này về nhá. Đó mọi người nhanh tay nhất vào giờ hàng của em ở bên dưới để sở hữu sản phẩm nhanh và tiện ích. Con này nói chung là nó phù hợp cho mọi đối tượng luôn, từ người già này, các bác nhà ít người này, rồi là cho đối tượng sinh viên này, đấy sinh viên ở 1-2 người, rồi là các bác gia đình nhà mình cũng được. Đấy, 3-4 người cũng có thể ăn một cái nồi lẩu như này thoải mái luôn. Đấy, ăn một nồi lẩu rồi là nấu nướng vào đây thoải mái luôn cho em. Đó mà giá thì bình dân chỉ 120.000 thôi. Lên mã em sẽ là nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini nấu đa năng các món các kiểu các loại luôn là 120k một chiếc này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lọ keo dán dày. Lên mã em sẽ cái lọ keo dán dày nhé, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái lọ keo dán dày nha, keo dán dày này. Đấy, keo dán dày giá của nó sẽ là 20k một lọ nhá, 20.000 cho một lọ keo dán dày. Cái này về chuyên để các bác dán dày này, dán dép này. Đấy, dày rách, dép rách, đấy, bong đế các thứ giờ về các bác dán nhá. Đấy, keo rất là dính luôn và nó thiết kế rất là hay, là thiết kế cái dạng đầu kim như này, có nhìn này. Đấy, thiết kế dạng đầu kim, nghĩa là lúc nào keo cái lỗ kim này cũng trong tình trạng là nó sẽ được thông nhá. Bình thường là các bác để là nếu mà để lâu ấy là những cái phần đầu keo nó hay bị bít vào này, là các bác có phải cắt và các bác có phải đục. Nhưng mà con này đây thiết kế rất thông minh, là các bác cho vào, là các bác đậy nắp này vào thì nó có một cái kim này, đầu kim này, nó sẽ chặn cái phần keo thừa, nó sẽ đẩy hết xuống và nó không bị bít cái đầu keo vào nhá. Đấy, và lần sau là các bác chỉ việc mở nắp ra là nó sẽ thông được luôn. Đấy, không, nó không bị bít đầu keo nhá, thiết kế cực kỳ thông minh luôn.
giá sẽ là 20k cho một cái lọ keo, một tuýp keo dán dày nhá. Một tuýp này là 60 ml. Đấy, một tuýp là 60 ml. Lên mã sẽ là keo dán dày 20k một tuýp nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, rất ok. Dính dày, đế dày rách này. Đấy, rồi là dép guốc các thứ này, ngon lành luôn nhá. Đấy, ngon lành luôn, rất tiện dụng, dính dép này. Quá ok luôn nhá. Đấy, rồi là dính giày rách nó bị nứt các thứ này, rất tiện dụng luôn. 20k có nhá, 20k một típ keo dán dày này, 20.000 một típ nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con kéo cắt cành hộp kính nhá. Lên mã em sẽ là con kéo cắt cành hộp kính, hàng của Japan. Đấy, hàng của Japan, hàng của Nhật, rất xịn sò. Kéo cắt cành hộp kính. Đấy, con này thì giá thì cũng bình dân thôi, chỉ có 70.000 một cây. Giá quá hạt rẻ bình dân luôn. 70k các bác sở hữu ngay cho em một con kéo đẹp chất lượng nha. Đấy, chắc chắn lắm. Con này thì các bác bấm cành em kiếp cho em. Rất dày nhá, có nhìn thứ kéo rất dày. Đấy, có phần là khóa hãm này, lò xo thứ đồ thứ rất tiện dụng luôn. Đấy. Hàng này thì hàng của hãng, hàng của thương hiệu Hai Bossy này. Đấy, Hai Bossy có phần lò xo trợ lực này. Đấy, bóp rất êm lại ấy. Tay có phần bọc cao su chống chuột, các bác mua về cắt cành cắt cây con này là quá hợp lý luôn. Giá thì nó bình dân thôi, chỉ có 70k thôi nhá, 70.000 cho một chiếc kéo cắt cành hộp kính nhá. Con này cái phần khóa này thiết kế rất hay này. Đấy các bác ấn đi, các bác ấn vào khóa bình thường, còn lúc nào các bác muốn mở thì các bác ấn cho em, ấn mạnh vào nhá. Các bác này bình thường là các bác bóp mạnh vào này, bóp mạnh vào này. Các bác nhìn phần khóa này, nhìn phần khóa này. Đó, thấy không? Tự động nó sẽ nảy ra luôn, các bác không cần phải thao tác, là khóa thì các bác mất công thôi, chứ còn các bác mở thì các bác ấn mạnh vào, tự động nó sẽ nảy ra luôn, rất thông minh. Đấy, thiết kế cực kỳ thông minh, nói chung là một trong những thiết kế của người Nhật, người ta thiết kế nhiều cái rất là thông minh luôn nhá. Đó, 70k nhá, chắc chắn lắm. 70.000 cho một chiếc kéo cắt cành hộp kính nhá. Thì cứ lên mã em sẽ là kéo cắt cành hộp kính. Vì cái hộp này nó bằng cái hộp nhựa kính trong suốt mà, đây này, toàn chữ Nhật này. Đấy. Bằng nhựa kính trong suốt mà, thì em lên luôn mã sẽ là kéo cắt cành hộp kính nhá. Kéo cắt cành hộp kính nhá, hộp kính. Giá của nó sẽ là đi 70.000 nhá, 70k cho một chiếc kéo cắt cành hộp kính nhá, chỉ có 70.000 thôi. Cắt sắc bén lắm, bao dùng bao xài bác luôn. Cắt cành cắt cây cối thứ là sử dụng gia đình là vườn tược là quá là ok rồi, chỉ có 70.000. Nguyên mới nguyên hộp luôn đúng nhá, mới nguyên hộp luôn. Cũng là một cái sản phẩm kéo, nhưng mà cái con này nó là cái cây kéo cắt gà đó nhá, cắt gà, cắt thịt, cắt xương. Đấy, cắt nhà bếp con này là ok. Hàng của Nhật nhá, con này của Japan này. Đấy, thép SK5 thì cực kỳ sắc bén mà không lo nó gì sét nhá, cũng có phần khóa hãm này. Đấy, kéo thì cực kỳ sắc bén luôn. Cái phần thớ kéo rất là dày, tay cầm này. Đấy, tay cầm cầm nó rất là dễ cắt mà nó có lực mà nó ôm. Đấy, ôm tay. Có phần lò xo trợ lực nhá. Đấy, các bác cắt rất là nhàn, chỉ việc bóp thôi các bác mở là tự động, là mở nó sẽ tự động, lò xo nó sẽ đẩy ra nhá. Có phần khóa hãm. Đấy. Con này thì cũng bao dùng bao xài bác luôn, cắt và gà này, cắt thịt này, cắt rau củ quả này, các thứ này. Đấy, những cái con gà ăn vịt các thứ các bác ngại dùng thớt ấy, thì các bác dùng con này, các bác lôi ra các bác nghiến cho em. Đấy, các bác cầm các bác nghiến cho em là ok luôn. Giá thì cũng bình dân thôi. Lên mã em sẽ là cái cây kéo cắt gà Nhật nhá, kéo gà Nhật. Con này thì đang ở bác giá sẽ là đi kéo gà Nhật này. Kéo gà Nhật thì đang sẽ có giá là 130k thôi, 130.000 cho một cây kéo gà Nhật này. Bình thường là nhà em đang bán là khoảng tầm 150-170 cây đấy. Đợt này đang giá rất tốt, chỉ có 130.000 thôi. Kéo thì cứ bao dùng bao xài luôn. Đấy, thiết kế chắc chắn, chất lượng lắm. Đấy, bấm thì ngọt cực kỳ luôn. Xương xiếc các thứ là con này nghiến thoải mái luôn nhá. Những xương gà, xương vịt các thứ là những cái con gà vịt các bác không dùng thớt, các bác dùng con này các bác cắt thì cứ cắt thoải mái luôn. Xương gà, xương vịt cắt thoải mái trong luôn. Đấy, chắc sắc bén, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp là hợp lý. Kéo cắt gà Nhật nhá. Đấy, 130.000 một cây. Đấy, 130k một cây kéo gà Nhật nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con chảo 18 cm này. Lên mã em sẽ là cái chảo 18 cm nhá. Con chảo thì hiện tại đang làm mưa làm gió bên em, bán cực kỳ nhiều, bán từ hôm nọ là bán chắc là mấy nghìn chiếc, kinh khủng khiếp luôn, mà nó dùng quá ok mà giá thành hạt rẻ. Dòng này thì chống dính 100% luôn nhá, chống dính cả trong và ngoài luôn, có nhìn này, chống dính cả trong và ngoài luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, chống dính cả trong và ngoài luôn. Cái sản phẩm này thì giá nó thì quá là siêu rẻ luôn, chỉ có là đi 40k thôi. Lên mã em sẽ con chảo là chảo 18 cm. Đấy, chảo 18 cm nhá. Giá của nó đang bán là thanh lý là chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho một con chảo 18 cm. Con này đường kính của nó là 18 cm. Đấy, có phần tay cầm các thứ đầy đủ luôn. Đấy, về để các bác sử dụng là các bác lắp vào là xài. Thì khi mà gửi thì bên em sẽ gửi kèm thêm cho bác là những cái phụ kiện, ốc vít các thứ tay cầm đi kèm này. Đây. Đấy, thì về để các bác lắp đặt và các bác xài. Còn bên em sẽ tháo rời ra để tiện đi việc vận chuyển, nó đỡ cồng kềnh. Còn về thì các bác nhận hàng các bác lắp vào. Đấy, xoáy con ốc vít này vào. Đây là các bác bắt cái tay cầm là các bác xài thôi.
Đấy, nhà bác nào ví dụ ít người hoặc là các bác có những cái món nhỏ nhỏ này, nấu sốt nấu xiếc thứ vào đây này, rồi là rán ví dụ rán trứng trước rán ít thôi, ốp la 1-2 quả thôi, ok. Hoặc là dạy các bác sử dụng nấu đồ ăn sáng này, rồi là nấu bột nấu biết các thứ vào đây cũng ok luôn nhá. Đấy, rồi là những cái món nhỏ nhỏ các bác xài con này cho em rất là hợp lý luôn, chỉ có 40.000 thôi. Cái chảo này thì nhiều bác hỏi là có dùng bếp từ không, thì em nói luôn là con này dùng được các bác nhá, dùng được. Đấy, bếp từ này, rồi là bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp củi, bếp rơm, tất cả các loại bếp là đều dùng hết luôn nhá. Đấy, tất cả đều các bếp đều dùng hết luôn. Đường kính chảo là 18 cm thì cũng khá là to rồi. Đấy, các bác sử dụng gia đình con này là quá ok luôn. 40.000 thôi nhá, 40k thôi, chỉ có 40.000 thôi. Giá nó quá là rẻ luôn đấy các bạn. Siêu rẻ luôn đấy, các bác siêu mua đâu con chảo này chỉ có 40.000. Giá nó quá tốt luôn đấy. 40k cho một chiếc chảo này, lại còn có cả chống dính luôn nhá, có cả chống dính luôn. Đang bán là 40k, chảo 18 cm nhá, chảo 18 cm, có phần tay cầm chắc chắn lắm.